Xin chào các bạn nhé. Xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999 đường Hồng Hà, phường Trương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 0905958889. Thì bây giờ mình xin gửi đến anh em cái video về chiếc xe Suzuki Thunder 150 FI phiên bản đăng ký năm 2015 biển Hà Nội chính chủ. Đây ạ. Xe đăng ký biển 29K1 năm 2232. Đấy, mình sẽ quay như thường lệ là mình sẽ quay tổng thể cho các bạn xem trước, sau đó mình sẽ cận cảnh sau. Thì giới thiệu qua về chiếc này, xe được đăng ký đâu tháng những đầu những tháng 11 hay tháng 12 năm 2015 đó. Nó là phiên bản Su Thunder đời cuối cùng sản xuất tại Việt Nam đấy. Thì chiếc Thunder này đã được chủ xe hạ cái đầu xuống thành đầu Suen, bởi vì là như tất cả anh em chơi Suen thì đều biết rồi, thì cái đầu Su Thunder nó là không được đẹp. Nó ốp cái phía nhựa ngoài thì nhiều người không thích, thì họ hay xuống cái đầu Suen thì nhìn nó bắt mắt hơn. Thế nhưng vẫn giữ lại cái công tơ mét điện tử của xe Su Thunder nhé các bạn nhé. Đấy, cái công tơ mét điện tử là vẫn của Su Thunder. Và chủ xe cũng đã lắp cái ốp gầm và cái chống đổ cho xe rồi. Thế thì còn lại thì tất cả những phần việc tiếp theo là bên mình đã làm, thì là như thường lệ, thay dầu mỡ, chỉnh sửa, bảo dưỡng, kiểm tra tất cả côn phanh, vệ sinh đầy đủ, xe sạch sẽ. Đó là tất cả những cái gì bên mình đang làm, đã làm ạ, à, xin lỗi ạ. Đấy, thế thì chiếc xe mua về là chỉ việc sử dụng thôi. Xe được dán ni lông, tất cả toàn bộ thân xe, tất cả những phần liên quan đến phần sơn thì đều là dán ni lông này. Đấy, đang dán ni lông và mình cam kết nhá, là nước sơn zin 100%, chưa có một vết rạn tút và chưa xước sát bất kể một chỗ nào. Tất cả những cái này, đây là cái ni lông nó nổ bên ngoài. Bác nào mua về là chỉ việc bóc ra và dán nước ni lông mới là rất ok. Xe đầy đủ hai chìa khóa theo xe, một chìa khóa zin là chưa sử dụng luôn này. Đấy. Phần tay côn, tay phanh này. Đây tay côn đây nhá. Bên phần tay phanh này. Và ốc cổ phốt. Đấy. Tất cả những cái chụp này còn rất là đẹp. Chụp này còn rất là đẹp này. Đấy, chụp còn nguyên. Ốc cổ phốt này. Và dưới cổ phốt này nhá là tuyệt đối zin nhá. Zin tuyệt đối luôn. Không xước sát hay là không muốn nút đục cả. Cổ phốt đang rất là tốt, ngon lành nên mình không bỏ ra để bảo dưỡng làm gì cả. Chảng ba đây. Chảng ba rất đẹp. Bên này luôn nhá. Bạn nhìn ngay số khung này, số khung của nó đây. Đây. Đấy, ốc cổ phốt đấy ạ. Và cái chảng ba. Còn những cái ti thụt của xe thì chắc chắn là đẹp rồi. Đây là một trong những con Suen đời cuối cùng được sản xuất và đăng ký tại Việt Nam. Đăng ký năm 2015 là phiên bản đăng ký cuối cùng rồi. Đây, xe thì đã được lên cái đèn của Suen nhé, đèn tròn của Suen. Và trong phía trong là cái đèn pha là nó nhân LED. Đấy, nhân LED rất là sáng. Còn lại thì tất cả những cái xi nhan vẫn zin theo xe, không có gì thay đổi. Mất một cái gương, còn cái gương bên tay trái. Đĩa phanh, các bạn nhìn đĩa phanh nhá, quá đẹp đúng không ạ? Xe này thì chạy được hơn 1 vạn rồi. Thế thế cho nên là đĩa phanh như này là quá đẹp rồi. Chạy hơn 1 vạn thôi. Tất cả các đờ bu, giảm sóc, các thứ đều rất đẹp. Lốp đây. Rồi bên tay phải luôn ạ. Ốc trục, các bác nhìn ốc trục này, đẹp tuyệt vời nhá. Không xước sát gì thế, cả cái da của cái thụt đều còn rất là đẹp. Vành bánh thì tuyệt đối là đẹp. Các bạn nhìn luôn. Chéo đây, từ góc này là tất cả cái phần tem của xe đều nguyên zin 100%. Không xước bất kể một tí tem nào, không mất bất kể một tí tem nào. Từ tem bình xăng, tem cốp cho đến tem sườn đều còn nguyên zin 100% nhá. Tất cả là đang được bọc ni lông bên ngoài. Rồi, bây giờ phần máy. Cái mỏ cày phía trước này, cổ bô này, chống đổ đây nhá. Phần máy thì cho các bạn xem là rõ ràng luôn này. Nguyên zin, không có một cái nào là không zin. Chế FI. Suen với Su Thunder nó là cùng một cục máy thôi mà. Nó cùng cục máy và nó cũng chung luôn cục máy với cả Su GZ 150 đấy ạ. Đây, ốc treo. Ốc bên bưởng côn này, sáng bóng luôn.
càng côn 7 màu luôn. Và các bạn nhìn đấy, càng côn 7 màu luôn này. Đấy, ốc 7 màu luôn, không có một cái chỗ nào gọi là nó bị sất sẩy một tí nào cả. Mắt dầu sáng bóng. Đây, cốc lọc ở phía trong, ốc cốc lọc cũng sáng bóng luôn. Tất cả những con ốc treo thì các bạn nhìn rõ rồi nhá, không có gì để chê cả. Đấy. Để chân này, cái để chân này và cái càng phanh. Oppo này, Oppo thì đẹp tuyệt vời, không một vết xước nào cả. Càng sau này, để chân sau này, các bạn nhìn để chân sau nó mới mức độ như thế nào, tuyệt vời đúng không ạ? Đây, đấy, mới. Để chân trước này, đấy. Đấy. Còn những con Suen với cả con Su Thunder này thì được cái tuyệt vời nhất là cái bộ giảm sóc. Cả giảm sức, giảm sóc sau của nó thì cực kỳ là mềm. Cái giảm sóc sau nó có bình dầu nên nó rất là êm ái, chạy nó nhún nhảy, dễ chịu vô cùng luôn đấy. Đây, lốp đằng sau đây, càng phanh này, càng phanh và ốc chụp sau. Ốc chụp sau vặn ra, các bác thợ nào vặn ra để chỉnh với thay lốp mà hơi xấu. Còn lại thì mọi thứ thì là hoàn hảo. Đây, mình quay luôn cái phần bên tay phải của cái bình xăng. Chủ xe dán thêm cái này nó hơi lật lật, bác nào thích thì bóc ra nhá. Mình thì không thích nhưng mình vẫn cứ để. Có bác biết đâu có bác lại thích thì sao. Rồi, yên xe thì yên của Suen thì bác nào chơi thì rõ ràng biết rồi, rất là êm và rất là dài. Cái khoảng yên rất là dài, khoảng yên của nó 65 hay là 70 gì đấy, cho nên là đi người ngồi sau rất thoải mái, cả người ngồi trước ngồi sau. Còn cái giá để này thì nó là cái giá để rất tiện lợi. Các bác cho thêm một cái thùng Givi lên đây là có thể chạy một cái cung tour khoảng vài ngày là không phải lo lắng gì cả. Đây, phần đằng sau, đèn hậu này và hai cái xi nhan zin. Tất cả cái phần này đều bọc ni lông. Đây, ni lông vẫn bọc nguyên đây ạ. Đấy, bọc ni lông nhá, xước sát ở ngoài ni lông. Rồi, cái treo mũ này, ốc, ác các thứ này, lốp đun lốp này. Đây. Càng sau, nhông xích, vành bánh thì không phải chê rồi. Thụt sau này, để chân đằng sau của bên tay trái này. Đấy, mới vô cùng luôn. Đây nhá, sản xuất năm 2014 này. Năm sản xuất 2014, các bác nhìn rõ nhá. Đấy, đăng ký năm tháng 11 đến tháng 12 năm 2015 gì đó. Để chân đằng trước này. Đấy, để chân đằng trước này. Và cái cần số thì cũng được bọc rồi, sạch sẽ. Các cái con ốc treo rất là sáng và đẹp. Đây, bên này các bạn nhìn bường điện bên này đây, sáng choang choàng luôn. Các con ốc thì nó là tuyệt vời. Về phần mạ của cái xe này thì phải nói nó là mới đến 99% luôn. Cục máy cực kỳ đẹp luôn. Cục máy cực kỳ đẹp và thân thiện, nhẹ nhàng, côn số cực kỳ nhẹ nhàng. Đấy. Rồi đấy, thế thì bắt đầu đây, bên này mình cho các bạn xem nốt cái phần mình xem, mình quay ra ngoài thêm một chút cho các bác xem tổng thể của cái xe nhá. Một con xe đẹp hiếm đấy, một con Su Thunder mà chạy 1,5 vạn như thế này là đẹp hiếm đấy, 1 vạn hơn 1 vạn, đẹp hiếm luôn, không có con thứ hai đâu ạ, chắc chắn với các bác luôn là như thế. Su Thunder mà được như thế này thì bây giờ nó không còn có được nhiều. Bên mình thì luôn luôn là tuyển chọn kỹ lưỡng những con xe của đầu vào, để khi đến tay các bác thì là các cái sản phẩm nó gần như là hoàn hảo. Các bác không có cái gì để chê trách cũng như là có thể là chê bôi cái sản phẩm được. Thế thì mình xin báo giá cái xe này. Chiếc xe Su Thunder đăng ký tháng 11 năm 2015 biển Hà Nội này đang vừa được bên xe máy Hoàng Anh mình bán ra với giá bán là 34,5 triệu nhé các bạn nhé. Giá bán là 34,5 triệu chưa bao gồm chi phí sang tên cũng như chi phí vận chuyển đi xa. Đó là tất cả những cái thông tin cụ thể để mình đưa đến để cho các bác trước khi đến mua xe thì tham khảo trước. Tất cả các cái xe bên mình đều sang tên chuyển vào chủ, bất kể lúc nào các bác mong muốn. Các bác chỉ cần yêu cầu mình sẽ làm, còn lại chi phí thì các bác chi trả nhá. Mình sẽ có trách nhiệm làm, còn các bạn có trách nhiệm là chi trả cái chi phí đó. Tất cả các xe bên mình đều là như vậy cả, không có xe nào không sang tên được đâu nhá. Tất cả các xe đều mua chính chủ. Rồi, thế thì bác nào
Có nhu cầu thì có thể là xem trực tiếp video, hoặc không thì qua bên mình ở tại địa chỉ 999 đường Hồng Hà, phường Trương Dương Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội để xem trực tiếp chiếc xe nhá. Rồi, thế mình xin dừng video và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Mình xin cảm ơn nhá.